Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Ngô Văn Chiến ở thôn Cốc Khê, xã Vạn Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thu hàng trăm triệu đồng từ nhãn sớm. Nông dân xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bảo tồn giống dê đặc sản. Nét sáng tạo ở các khu vui chơi thiếu nhi xây dựng từ vật liệu tái chế tại Bắc Ninh. Mô hình rửa xe gây quỹ từ thiện của Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Nam. Hải Dương khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ông Ngô Văn Chiến ở thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thu lãi trên 100 triệu đồng từ diện tích nhãn sớm. Do chịu khó tìm hiểu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 3 năm trở lại đây, diện tích nhãn của gia đình ông Chiến đều cho quả trái vụ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông trồng 400 gốc nhãn Hương Chi trên diện tích 4 mẫu ruộng, để nhãn ra sớm so với nhãn truyền thống 30 ngày và nhãn muộn vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Chiến vẫn áp dụng các hình thức chăm sóc truyền thống như chăm bón cho cây phát triển cân đối, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tuy nhiên, việc khoanh cây, khoanh cảnh cần lựa chọn thời điểm thích hợp. Từ 4 mẫu vụ nhãn này, ông thu được trên 3 tấn quả với giá bán cho thương lái 50.000 đồng một kg, trừ chi phí một vụ ông thu lãi trên 100 triệu đồng. Dê vốn được xem là vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt dê chăn thả được đánh giá là có giá trị và chất lượng ngon hơn so với chăn nuôi trong chuồng. Do vậy, những người nông dân ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã phát triển con nuôi này với mong muốn duy trì được nguồn giống dê bản địa. Trên thị trường hiện nay có nhiều giống dê, tuy nhiên người dân Trường Yên chủ yếu nuôi giống dê ré, bởi việc nuôi khá đơn giản, chăn thả tự nhiên. Một con dê cái có thể sinh sản bình quân từ 2 lứa trên 1 năm, mỗi lần sinh từ 1 đến 2 con. Khoảng từ 5 tháng trở lên sẽ cho xuất chuồng. Nhà tôi thì như đợt trước là 47 con đầu năm, vừa rồi là cũng bán bớt đi, tại vì là cũng bạn cũng không chăn được hết, là bán đi một số rồi, cho nên là như năm vừa rồi đấy là tổng nó được khoảng 120 triệu. Mong muốn là các cấp các ngành là đã xây dựng lên một cái thương hiệu dê Ninh Bình nói chung và dê núi Trường Yên nói riêng, thì là những cái này con tôi chẳng là những hộ chăn nuôi nó rất mong muốn, một là nó sẽ ổn định được cái giá cả, hai nữa là nó sẽ bảo toàn được giống nòi của cái dê tai bé, dê núi, dê ré của Trường Yên, là chất lượng nó thơm và nó ngọt. Trường Yên hiện có tổng đàn dê là gần 2.000 con. Để tạo điều kiện cho người dân trong việc chăn nuôi, chính quyền địa phương cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ về nguồn vốn để người dân đầu tư, vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ chính đặc sản của địa phương. Các hộ nuôi dê là phát triển rất hiệu quả, rất là đạt hiệu quả, và con nên là chúng tôi đang có hướng là khuyến khích tất cả các hộ nhân dân là nhân rộng đàn dê thêm, tăng thêm nữa để đáp ứng cái nhu cầu tiêu thụ dê ở trong nhân dân cũng như là khách thập phương về tham quan trong khu du lịch. Chính quyền địa phương cũng như là các cấp là cũng đề nghị là các cấp chính quyền là tạo điều kiện nguồn vốn để cho nông dân để vay được vay vốn để con tạo điều kiện để tăng cái số lượng đàn dê lên thêm nữa. Hiện trên địa bàn, bình quân hộ nuôi cũng có từ 20 đến 30 con, nhà nhiều thì có đến trên 100 con, thu nhập từ 50 đến trên 100 triệu đồng một hộ một năm. Việc phát triển con nuôi này đã mang lại nguồn kinh tế khá ổn định, giải quyết việc làm cho nhiều người dân, đồng thời là điều kiện cần thiết để duy trì giống dê bản địa. Thưa quý vị và các bạn, trong phong trào thi đua yêu nước lao động sản xuất tại tỉnh Thái Bình đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về ông Bùi Viết Kha, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy. Ông Kha là người đầu tiên đưa cá lóc, loại cá có giá trị kinh tế cao, về nuôi tại địa phương và giúp đỡ gần 20 hộ dân khác trong xã vươn lên làm giàu. Mảnh đất ven sông Diêm thuộc thôn Cam Đoài, xã Thụy Liên trước đây là vùng chua chũng, cây lúa kém hiệu quả. Cách đây 12 năm, ông Kha mạnh dạn đưa giống cá lóc, hay còn gọi là cá quả, từ Đồng Tháp về nuôi tại quê hương. Tức là nuôi 12 năm nhưng mấy năm đầu thì cái sản lượng nó ít, thì thu nhập nó không đáng bao nhiêu. Thấy đem về nuôi được rồi bắt đầu mới tăng từ từ này. Hiện nay là được 10 cái ao. Mỗi cái ao thì có ao cũng 5 tấn, 3 tấn, rồi 7 tấn, rồi mười mấy tấn, có ao 20 tấn.
là người đầu tiên của xã Thụy Liên nuôi cá lóc. Những vụ đầu, ông Kha gặp không ít khó khăn về kỹ thuật nuôi. Nhưng nhờ cần cù trau dồi kiến thức nên cá phát triển khỏe mạnh, lứa đầu thu lãi hàng chục triệu đồng. Từ hiệu quả đó, ông Kha tiếp tục đầu tư con giống, thuê hơn 2 mẫu và cải tạo ao đầm để nuôi những lứa tiếp theo. Hiện nay, ông đang nuôi 2 loại cá là cá lóc bông và cá sộp. Theo ông Kha, chất lượng thịt cá thơm ngon, dai, ít xương dầm nên thị trường rất ưa chuộng. Giá bán hiện nay khoảng 50.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, ông Kha xuất bán 120 tấn cá. Sau khi trừ chi phí, thu lãi hơn 500 triệu đồng trở lên. Đánh giá về cái mô hình này thì chúng tôi nghĩ rằng là đây ông Bùi Viết Kha là một người đầu tiên đưa cái nghề về địa phương, nhưng cũng là một cái người có cái kỹ thuật và cái khả năng nuôi đạt cái năng suất cao nhất, thực hiện cái chủ trương của tỉnh là mỗi một địa phương có một cái sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Thì vừa qua thì trong đảng ủy, thế là hội đồng dân, chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ đưa cái con cá lóc của cái địa phương vào một cái mô hình sản phẩm đặc trưng của địa phương, để một là tạo nên cái thương hiệu, cái thứ hai nữa là giúp cho nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. Những mô hình thủy sản đáp ứng nhu cầu của thị trường như thế này góp phần phát huy tiềm năng mặt nước sẵn có của địa phương, tăng hiệu quả nuôi trồng, từ đó giúp người nông dân có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, những năm qua Hội Cựu Chiến binh huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã nêu cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 8,5 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng. 5 năm qua, cán bộ hội viên Cựu Chiến binh Tiên Lữ đã tham gia hiến hơn 11.000 công lao động, ủng hộ 8,4 tỷ đồng để cùng với các địa phương đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như Cựu Chiến binh Nguyễn Ngọc Quang ở xã Thụy Lôi ủng hộ 400 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp hội đã vận động quỹ gần 2 tỷ đồng hỗ trợ hội viên về giống vốn, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, vay 25 tỷ đồng cho 600 lượt hội viên vay vốn. Từ nguồn vốn trên đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ cho thu lãi từ 100 đến 900 triệu đồng, có hộ lãi trên 1 tỷ đồng như cựu chiến binh Trần Thị Hiền ở xã Hải Triều, cựu chiến binh Trần Tuấn Đạt, xã Thiện Phiến, Lương Văn Tâm, xã Nhật Tân, Nguyễn Văn Bế, xã Ngô Quyền, v.v. Các mô hình đã tạo việc làm và góp phần xóa đói, giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cần có nhiều sân chơi hơn nữa cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2018, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã huy động đoàn viên thanh niên suy nghĩ tìm biện pháp tạo ra các điểm vui chơi miễn phí cho trẻ em với kinh phí thấp. Phát huy sức sáng tạo, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi như lốp xe hỏng, ván gỗ, ống sắt, các đoàn viên thanh niên đã xây dựng 26 khu vui chơi tại nhà văn hóa các thôn, làng, khu phố trên địa bàn tỉnh. Xích đu, bập bênh, đồ chơi vận động, bàn và ghế ngồi, tất cả đều làm từ lốp xe, ván gỗ, ống sắt. Với sức sáng tạo tối đa của các đoàn viên thanh niên tỉnh đoàn Bắc Ninh, những vật liệu cũ hỏng tưởng chừng như bỏ đi đã trở thành những trò chơi lành mạnh, lý thú đối với trẻ em thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã xây dựng 26 điểm vui chơi như thế này tại các thôn làng khu phố trên địa bàn tỉnh. Ưu điểm lớn nhất là chi phí xây dựng thấp nhưng lại mang lại hiệu quả cao, giúp trẻ em phát triển vận động, rèn luyện thể lực, tư duy sáng tạo. Từ những cái đồ chơi, cái lốp ô tô đã bỏ đi, dường như là các em khơi dậy cho các em được sự sáng tạo. Các em có thể nhìn ra cái tính tiết kiệm. Bản thân các đoàn viên thanh niên tiết kiệm được những cái món tái chế như thế thì các em nhìn vào bảo là đây là những cái vật liệu mà có thể tái chế, thì các em sẽ về nhân rộng các mô hình này ra và tìm những cái vật dụng như trong gia đình đã bỏ đi và có thể sử dụng lại được ạ. Đồ chơi làm từ lốp ô tô, ván gỗ, ống sắt qua bàn tay sáng tạo của các đoàn viên thanh niên trở thành các trò chơi vừa đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ lại có độ bền cao. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến các xã xây dựng nông thôn mới, sử dụng vật liệu tái chế để xây dựng các khu vui chơi. Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng hướng tới lan tỏa trong cộng đồng thông điệp bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Nhờ linh hoạt trong nhiều hoạt động xã hội hóa, đến nay đoàn thanh niên xã Tương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã cải tạo được 3 ao bơi, thu hút hàng trăm thiếu nhi đến bơi mỗi ngày. Đoàn thanh niên xã Dương Quang đã vận động được hàng trăm cá nhân và tập thể góp công
góp của để cải tạo 3 ao bơi trong xã với tổng giá trị trên 300 triệu đồng ở các thôn Dương Xá, Bùi Bồng, Lê Xá. Theo đó, mỗi ao bơi có diện tích từ 500 m2 trở lên, được xây kè và đổ cát giúp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho thiếu nhi trong xã tập bơi. Vào các buổi chiều, đoàn thanh niên cũng thường xuyên tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí tại 3 ao bơi, thu hút hàng trăm thiếu nhi đến bơi mỗi ngày, giúp các em nâng cao kỹ năng bơi lội và phòng chống tai nạn đuối nước thường xảy ra dịp hè. Năm học 2019-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định hướng đến mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo và ngành y tế triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Trong đó, các cơ sở giáo dục coi công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những chỉ tiêu thi đua khen thưởng hàng năm. Bảo hiểm xã hội tỉnh đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để cấp cho các trường học, giúp các trường chủ động nâng cao trong việc đảm bảo chất lượng y tế trường học cũng như đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của mỗi học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh. Từ ngày 24 tháng 6 tới ngày 5 tháng 7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên tổ chức khám sàng lọc tư vấn miễn phí các dị tật tiết niệu sinh dục bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tới dưới 16 tuổi. Việc khám sàng lọc sẽ giúp phát hiện các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục. Các bác sĩ cho biết hiện nay có tới 70% trẻ bị hẹp bao quy đầu. Dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ em thường xuất hiện khi trẻ mới sinh ra và làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng của một hoặc nhiều bộ phận trong hệ cơ quan này. Đây là dạng dị tật thường diễn biến nhanh, khả năng phục hồi sau phẫu thuật tốt hơn ở người lớn. Vì vậy cần phát hiện sớm để không ảnh hưởng tới khả năng sinh dục của trẻ sau này. Đợt khám sàng lọc lần này có sự hỗ trợ của các chuyên gia tới từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Những dị tật sẽ được các bác sĩ tư vấn xử lý ngay tại bệnh viện. Gia đình là tế bào xã hội, là môi trường quan trọng hình thành giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách con người. Gia đình có đầm ấm, yên vui thì xã hội mới vững mạnh và phát triển. Thời gian qua, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác gia đình văn hóa, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội tiến bộ văn minh. Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, huyện Yên Mô đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức đa dạng phong phú như cổ động trực quan thông qua các hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, từng bước thay đổi nếp nghĩ, lối sống, cách làm của các gia đình trên địa bàn huyện theo chiều hướng tiến bộ hơn. Việc đăng ký bình xét công nhận gia đình văn hóa được các địa phương tổ chức công khai dân chủ, bảo đảm quy trình tiêu chuẩn. Nhiều đoàn thể có cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Điểm nổi bật từ việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Yên Mô là nhận thức về vị trí, ý nghĩa của gia đình ngày càng được nâng cao. Gia đình thực sự là bến đỗ mà ở đó các thành viên bình đẳng, yêu thương giúp đỡ nhau, cùng nhau giữ gìn truyền thống đạo lý, phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thưa quý vị và các bạn, thay vì kêu gọi mọi người ủng hộ vật chất, các bạn đoàn viên thanh niên ở nhiều cơ sở đoàn trong tỉnh Hà Nam đã kêu gọi sửa xe thuê, lấy kinh phí thực hiện các chương trình từ thiện giúp trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những điểm sửa xe gây quỹ nhân ái của các bạn trẻ đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với người dân ở các địa phương đến để sửa xe và chung tay góp quỹ. Mô hình này ngày càng được nhân rộng, góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đoàn xã Trinh Lý, huyện Lý Nhân là nơi khởi nguồn triển khai mô hình rửa xe gây quỹ nhân ái trên địa bàn tỉnh. Triển khai từ tháng 10 năm 2018, những bạn trẻ tham gia hoạt động này là các đồng chí trong ban chấp hành, các bạn đoàn viên thanh niên trong xã. Duy trì mỗi tháng một lần, sau hơn nửa năm triển khai hoạt động, điểm rửa xe gây quỹ nhân ái của đoàn xã Trinh Lý đã nhận được khoảng 15 triệu đồng. Số tiền này được trao cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Được đoàn thanh niên xã Trinh Lý đến trao quà cho cháu, tôi là bà
của cháu, rất là xúc động. Tổ chức cái điểm rửa xe thanh niên, một phần là anh em sẽ tự tay gây cái quỹ này, một phần thứ hai nữa là cũng muốn là lan tỏa những cái tình cảm, nhân rộng những cái tấm lòng nhân ái với cộng đồng, với đông đảo người dân để mọi người ủng hộ cái hoạt động nhân ảo từ thiện ở địa phương. Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn, những điểm rửa xe gây quỹ nhân ái đang ngày càng xuất hiện ở nhiều địa phương trong tỉnh. Và những điểm rửa xe này ngày càng được nhân rộng, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, thu hút sự ủng hộ của đông đảo nhân dân các địa phương. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình này đã tạo được sự đoàn kết gắn bó, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ chức đoàn, đồng thời phát huy được sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tích cực xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Liên kề khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, dân số xã Yên Trung tập trung đông lại thường xuyên dao động về mặt cơ học, tạo ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Tuy nhiên, với sự phối hợp, làm việc chặt chẽ của các lực lượng chức năng từ cấp huyện, cấp xã đến tận các thôn xóm, tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2019 tương đối ổn định. Xã Yên Trung hiện có hơn 28.000 dân, trong đó có hơn 15.000 dân từ địa phương khác đến sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp. Dân số tăng mạnh phát sinh nhiều, nhu cầu về ăn ở đi lại. Bên cạnh đó, việc dân số tập trung đông cũng kéo theo vấn nạn trộm cắp cờ bạc và tệ nạn xã hội. Đối với vấn đề này, chính quyền xã đặc biệt quan tâm và đã có những biện pháp giải quyết cụ thể. Từ đầu năm 2019 đến nay, công an xã đã giải quyết 22 vụ phạm tội, giảm 21 vụ so với nửa đầu năm 2018. Việc phối hợp chặt chẽ, lực lượng chức năng từ cấp huyện, cấp xã đến tận thôn xóm để theo dõi sát sao, xử lý nghiêm và hiệu quả những vụ phạm pháp, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần làm giảm thiểu tội phạm phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các chuyên gia ngành điện, công nghệ phát điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời sẽ là một xu hướng mới, do có hiệu quả đối với người sử dụng và an ninh năng lượng. Vì thế, xu hướng này rất cần đến những chính sách khuyến khích và khắc phục hạn chế nhằm đạt được những tối ưu trong phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng truyền thống. Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 17 doanh nghiệp cá nhân ký hợp đồng bán điện thu từ pin năng lượng mặt trời. Khách hàng tập trung chủ yếu ở thành phố Hải Dương và một số huyện như Thanh Miện, Cẩm Giang, Kim Thành. Khi thực hiện lắp đặt điện mặt trời, ngoài mục đích sử dụng cho gia đình, điện năng thu về còn được bán lại cho ngành điện. Hiện công suất đã phát lên lưới điện đạt hơn 20.700 kWh. Việc sử dụng song song hai nguồn điện là pin mặt trời và điện lưới đã đem lại những lợi ích không chỉ cho người sử dụng mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Khi mình ban ngày mình không mua điện, mình lại còn bán ra ấy, thì là cái số điện mình tiêu thụ hàng tháng mình mua của điện lực thì sẽ giảm đi. Đấy là được lãi cái bậc thang. Đấy. Thế là vừa cái số lượng ban ngày bán ra là được hưởng về cái tiền điện bán ra rồi. Xong lại còn được hạ cái bậc thang. Đấy, giảm được cái bậc thang do cái bậc thang tiền điện. Với cái bậc thang ấy rất là nhiều tiền ấy. Thực tế ở thời điểm đạt công suất cực đại, 1 kW peak sẽ sản xuất ra 3 kWh điện. Với trung bình 168 giờ nắng mỗi tháng mùa hè và khoảng 48 giờ nắng về mùa đông, việc sử dụng pin năng lượng mặt trời trên địa bàn Hải Dương hoàn toàn là có thể. Tuy nhiên, khi sử dụng điện mặt trời cũng sẽ phát sinh những hạn chế, đó là chi phí lắp đặt hiện còn quá cao, đòi hỏi về diện tích, hướng đón mặt trời và phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Song ngoài lợi ích giảm thiểu chi phí điện sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng, thì một hiệu quả khác đem lại với nhiều hộ gia đình khi đang thực hiện xây dựng, đó là lắp đặt pin năng lượng, đồng thời kết hợp xử lý chống nóng cho ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.